Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hữu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại của đài là 714-893-3264 thì chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Hello. Dạ. Dạ. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, tôi... xin chào luật sư, tôi muốn hỏi là sau khi làm Living Trust ở văn phòng luật sư thì có cần phải record ở county hay là không? Phải chứ, bà phải record cái thí dụ bà lấy Living Trust rồi, người luật sư nào làm cho bà rồi đó thì bổn phận họ sẽ làm cái giấy chuyển nhượng chủ quyền. Thí dụ bà đứng tên là gì đó là Nguyễn Thị A. Rồi thì khi bà làm Living Trust á, thì họ sẽ phải chuyển vô là bà là Nguyễn Thị A, là trustee của cái Living Trust của bà. Và dạ, sau đó đó phải được đăng ký. Làm thế nào tôi biết là cái Living Trust của tôi đã record ở county rồi? Thì khi nó record đó, hoặc là county nó sẽ gửi về cho bà, hay cái người luật sư làm cho bà đó, họ sẽ phải gửi về cho bà. Thì dạ, trong cái giấy đầu tiên á, có thấy gì hết thì tôi trở lại văn phòng luật sư hỏi phải không ạ? Bà phải trở về văn phòng bà hỏi có nó được record chưa? Dạ. Và bà hay là bà cũng có thể đến thẳng ở cái county recorder của county của bà. Thí dụ bà ở Orange County thì dạ, cái county recorder của Orange County là nó nằm trên đường Civic Center đó, ở building số 11 đó, nó nằm dạ, ở lầu số 1. Bà vô bà hỏi, bà cho họ cái địa chỉ của bà là họ có thể pull ra cái deed để coi bà đã chuyển vào cái trust bà chưa. À, và năm nay đó thì cái chi phí mà recording đó, nó tăng lên kinh khủng lắm, là toàn thổi tiểu bang. Thì ngoài cái phí thông thường mà nó tính để mà đăng ký đó, thì cứ mỗi một cái document nếu không phải là cái nhà mình ở đó thì nó tính thêm nó là 75 đồng và nó có thể tính lên tới 225 đồng lần. Thành ra nhà mình ở thì bao nhiêu? Nhà mình ở thì nó chỉ tính cái chi phí thì bình thường. Thì tùy theo cái county, có county thì 20, có county thì 80-90 cũng có. Dạ. Nhưng mà cái số tiền mà 75 á là nó thêm vào cái phí bình thường mà trước giờ. Thành ra dạ, thành ra thêm 75 đồng. Dạ, phải trả thêm 75. Ở không những Orange County mà Los Angeles, San Diego, Sacramento, mỗi ở khắp mọi tiểu bang bà. Cái luật mà vậy nó là thêm trước hết tôi tới văn phòng luật sư hỏi luật sư coi đã đăng ký chưa, xong rồi thì tôi đúng, tôi khỏi cần đi theo tiền. Đúng rồi, thì cái record đó nó sẽ có cái document number, nó có cái sticker, nó giống cái giấy nó dán ở trên cái document của bà đó, cái deed của bà đó, trong đó nó sẽ để cái document number, nó sẽ cho biết nó được record vào ngày nào, mấy giờ, mấy phút luôn. Tới văn phòng tôi phải đem hồ sơ của tôi tới cho luật sư xem, có phải không ạ? Dạ, dạ, bà, dạ, tốt nhất bà mang theo cho coi. Dạ. Ha, ok. Bà có câu hỏi gì khác nữa không? Cảm ơn luật sư. Dạ, không có chi bà, dạ, cảm ơn bà. Hello, dạ, chúng tôi nghe đây. Dạ, chào luật sư. Dạ, chào. Dạ. Tôi là gọi như gọi được con gái. Dạ. Tôi đi nhà thượng tôi. Mà bây giờ chủ khỏi tuổi đi là cho việc là 4 tháng. Là xảy ra nhà em là 4 tháng mà ra chứ thuê nhà được, chứ mua nhà được thì họ đuổi thì sao luật sư? Dạ, tôi ông hỏi mà cái điện thoại ông nó hay ông gọi bằng internet hay sao tôi khó nghe, tôi không nghe được. Là ông ở nhà thuê rồi bây giờ chủ nhà cho ông 4 tháng để ông dọn ra phải không? Dạ. Thì bây giờ ông phải cho được 4 tháng là phải dọn ra. Dạ. Cho ra nhà 4 tháng là phải dọn ra. Nhưng mà cái 4 tháng mà thuê nhà có mua nhà chứ thì là cái luật sư thì nó đuổi thì sao? Thì ông chịu thôi, tại vì họ cũng cho ông cái thời gian là khá lâu rồi. Tại vì trên theo luật đó, nếu ông ở dưới 1 năm á, họ chỉ cần cho ông 30 ngày.
Còn ông ở trên một năm á, thì họ cho ông cái thông báo đuổi nhà đó là 60 ngày, tức là 2 tháng. Bây giờ họ đã cho ông là 4 tháng, tức là gấp đôi cái thời hạn đó. Thì bây giờ ông vẫn không tìm được nhà, thì có thể là hoặc là họ sẽ tiếp tục cho ông ở thêm thời gian nữa để ông kiếm nhà, hay là họ có thể làm cái thủ tục đuổi nhà. Và nếu họ làm thủ tục đuổi nhà thì chỉ trong vòng 1-2 tháng thì có thể ông sẽ bị đuổi nhà. Thì bây giờ tốt nhất là ông cố gắng càng sớm càng tốt để ông tìm cái nhà nào để ông mướn về thôi. Nha. Ok. Dạ. Yeah. Cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà bây giờ nếu mình thuê nhà chưa được là họ cho ở từ 1 tháng đến 2 tháng nữa hả? Dạ. Thì ông nên họ cho họ biết là ông cố gắng ông kiếm nhà mà ông kiếm chưa được, xin họ thêm 1-2 tháng nữa, thì tôi nghĩ nếu mà họ ấy thì họ có thể cho ông lại. Tại vì nếu họ kiện ông, đưa ông đuổi nhà ông đó, họ cũng phải mất khoảng từ 1 tới 2 tháng rồi. Nha. Dạ, cảm ơn ông. Hello, dạ chúng tôi đây. Hello. Dạ dạ, tôi luật sư Liêm đây. Dạ. Hello. Dạ, dạ tôi có câu hỏi như thế này luật sư. À, dạ. Tôi có một người con gái, gái của tôi năm nay nó 23 tuổi. À. Rồi bây giờ có quen một cái ông đó như là đi học xa đó. Nó có quen một cái ông đó 55 tuổi. Rồi bây giờ gia đình không thích đó. Bây giờ tôi có thể có cái quyền gì để thương cái ông đó không gì thưa luật sư? Dạ tiếc quá, bà không có quyền gì hết đó. Ở Mỹ đó, một khi cháu con bà nó trên 18 tuổi là nó có quyền cái cá nhân của nó muốn xin lỗi thương ai, nó lấy ai thì cũng là quyền của nó, bà không có ngăn cấm gì được hết đó. Dạ, nhất là bây giờ coi như là cháu nó học từ nhỏ nó lớn không có bạn, giờ tự nhiên giờ nó quen cái ông này thì hợp như nó cũng hơi mê, sao bây giờ tôi có quyền thưa ông này? Hiện tại ông này quá già. Dạ tôi hiểu, nhưng mà xin lỗi bà, không bà ở đây bà không làm gì được hết á. Dạ. Có cách gì không nhỉ luật sư? Không có cách gì hết bà. Ở đây là nó gần như nó là cái nước tự do, thành ra nếu nó dưới 18 tuổi đó thì dạ bà có thể có cách, bà có thể có quyền. Nhưng một khi nó trên 18 tuổi rồi đó thì nó là gì, nó hết còn là vị thành niên nữa thì nó có toàn quyền, nó muốn theo ai, nó thương ai, nó muốn lấy ai đó. Bà thích thì tốt, bà không thích cũng không làm gì được. Thành ra trong trường hợp này tôi sợ là tôi không có cái cách nào để có thể giúp hay là khuyên gì cho bà để có thể tránh cái trường hợp đó được nhé. Ok. Dạ cảm ơn bà. Dạ. Đến đây thì chúng tôi lại phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Thành ra quý vị chọn giữ trên đường dây điện thoại, tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình, chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi quý vị.